Shop cho cô Phạm Duy chào tất cả anh em thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 16 tháng 12 nha anh em. Cái video lên trên mình là tổng cộng có 26 mẫu cần, thì vô con máy thì em giới thiệu sơ lược nha. Có một con máy của dòng Shimano dòng Chassis S-Plus 10.000 HG, con này mới chưa sử dụng qua nha. Đây thì bán giá rẻ thị trường rất là nhiều cho mình này. Rồi cần thì sẽ có những dòng như là ISO nha anh em. ISO thì có khoang nhỏ và khoang lớn. Có những dòng như là Shimano này, Daiwa nha, này FT cứng 2, cứng 3, đi 6m3 cho mình. Cần xúc thì có những dòng như là thường Kenlab này, Daiwa nha anh em. Kenlab này 39, Slider quen trắng 450. Daiwa thì có cứng 33 BS. Đây có một con AX của NFT nha, 4m2. Dòng acid này, cán vợt này, cần dây trong. Một số cần lô thì sẽ có cho mình là cần lô rút nha anh em. Đây lô rút cứng MH nha. Daiwa. Một số cần lô thì đây sẽ có cho mình một cặp UL này, siêu hiếm nha anh em, đẹp cho mình đây. Những dòng như là máy ngang này, có Zodiac của Shimano mới tin chưa sử dụng qua. Masograp thì có cho mình hai con nha anh em, 24 26, cần luôn một khúc này, khoen xịt gold, và một số cần thì 20 khúc nha anh em. Đây cực đẹp nha, cho nên mình cũng ngâm cô lan xê. Đây thì có dòng cô bè cho mình thế này. Trong thì em sẽ báo rõ tình trạng tất cả sản phẩm đây, anh em lưu ý mình cứ xem kỹ video nha. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534 779, thì em sẽ hỗ trợ chụp hình từng mẫu cần em gửi đây em tham khảo kỹ hơn. Ship có toàn quốc là 30.000 một đơn. Anh em mua từ hai sản phẩm đổ lên hoặc thanh toán chuyển khoản trước thì em sẽ hỗ trợ tiền ship nha. Thì đây xe máy trước như này, máy thì em có một con Shimano dòng S-Plus 10.000 HG đây. Còn thì mới tin như này. Đây, chỉ sử dụng qua cho mình. Full box nha. Đây, chassis. Con này size 10.000 thích hợp cho anh em mình câu xích câu biển đánh lục nha. Đây full đầy đủ cho mình ạ. Đây, máy còn mới như này. Đây, trong máy thì khỏi bàn rồi. Cái dòng này thì là dòng của Malaysia như này. Đây Malaysia xuất thị trường Nhật nha, dòng chassis. Đây, chassis 10.000 HG. Mới tin này. Thì con này thì chúng là đổi tay trái phải được, còn núm tay quay đều đầy đủ nha anh em. Đây, đầy đủ cho mình nha. Đây. Thì con máy này thì giá thị trường là 6,5 triệu nha anh em. Thì em sẽ gửi cho anh em mức giá rất là tốt nha, 6 triệu thôi. Đây, 6 triệu cho mình nha. Giá rất là tốt. Rẻ thì giá thị trường rất là nhiều cho mình ạ. Đây, sử dụng qua. Xong chassis anh em cứ tham khảo cho mình là biết rồi nha. Chất là có hết ạ. 6 triệu cho mình nha anh em, full box nha. Chưa sử dụng qua. Rồi cần thì sẽ có 26 mẫu cần. Mã số 1 thì đây sẽ có một con cần ISO khoang nhỏ, cần carbon nha anh em, của dòng Tropic nha. 5m4 độ cứng 2. Cứng 2 thì trong là rơi cho mình tầm khoảng vào 4H cho mình rồi. Khoang pad Fuji loại xì đá xám. Con này ngọn cần tôi đo cho mình sát cho này là ngọn 1.5 ly. Ngọn sẽ có 1 này, 2 nha. Ba khoang chạy đây. Ba khoang chạy cho mình. Phôi là phôi carbon xoắn vân toàn thân. Đi kèm cho mình là 6 lóng như này. Con này thì bên em vẫn hỗ trợ hai cần tay như này. Con này hai cần tay ra thẳng tắp nha. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào chừng là 4H cho mình nè. Đây 4H, tình trạng có sức dăm sơ thế này. Đây có dòng Tropic hàng Nhật nha nè. Con này bắt là bắt gặp Fuji F6, trọng lượng cần cân được là 260g, mã số 1, giá 500.000 ạ. Mã số 2, số 2 mà con cần ISO. Con này thì cần ISO khoang nhỏ, con này của hãng Olympic nha nè. Con này 18 là dài 5m4, độ cứng 4 nha. Cứng 4 thì cũng dạng cứng cho mình rồi. Cần 4 thì cứng nha, cần này cần carbon nha này. Đây Olympic nha, carbon này. Thì con này thì cái dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji dạ quang, thì nó sẽ có một cái đắp chụp zin theo cần nha, đây đắp chụp nhỏ của ISO này. Đây chụp nhỏ ISO. Khoen này thì hỗ trợ mình có một đêm tốt hơn. Còn trong cứng 4 thì cũng dạng cứng rồi, ngọn cần là 2 ly, ngọn sẽ có 1 và 3 khoen chạy cho này nha. Đây 3 khoen chạy cho mình. Cần carbon nha này, trong cái dòng mà thì cũng lâu rồi. Thì để cho mình giá tốt thôi. Mấy cái dòng thì phôi nó sẽ dày hơn. Với những dòng carbon xoắn vân nha. Đây, cái bên trơn ạ. Tổng thể thế này. Có sức dăm nha. Thì con để cho mình em giúp mức giá rất là tốt nha. Giá con này là 400.000 thôi. Con này thì phôi dày, nặng là 410g, mã số 2, giá là 400.000. 5m4 cứng 4 nha, Olympic. Mã số 3, số 3 thì một con này dạng là cần ISO lớn, con này cho nên mình cô ngâm cô đơn được này. Đây. Khoen Fuji lớn xứ xám nha, trên này thì nó có phủ lớp sơn màu cam như cho mình đây. Mình thích nó cần thủ trước nó xịt á. Con này thì Olympic dòng Testa 3m3, độ cứng là 30. Thì con này hàng có bên là hàng China xuất Nhật cho này. Đây có mã code và tem đầy đủ đây. Tổng thể thế này. Pad của mình là pad phẳng Fuji chữ vàng, dàn khoen Fuji loại xịt đá xám. Cái ngọn con này thì là ngọn đặc thủy tinh như này. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1.2 ly. Cái ngọn con này thì nó phủ lớp sơn lên nha. Nó xịt lên thì nó dính mấy cái khoen luôn. Đây. Ngọn con này thì nó có là mình là 5 khoen chạy như này. Đây ngọn đặc thủy tinh, 5 khoen chạy. Nó xịt cái đất sơn lên vẫn còn nguyên này. Đây. Còn mấy cái lóng dưới này thì nó sẽ có định vị đây. Định vị như này. Con này thì còn rất là đẹp và ok nha. Đây có định vị cho mình này. Định vị lóng, định vị khoen hết.
Có này thì mình câu ngâm, câu đơn hoặc mình câu lô rút đều được nha. 3m3 cứng 30, nặng là 220g, mã số 3. Giá con này là giá 500.000 ạ. Mã số 4. Số 4 thì đây có một con cần ISO khoen lớn nha nè. Con này là cần ISO khoen lớn carbon của dòng Mastart. Độ dài con này là 5m4, độ cứng 3 nha nè. Độ cứng 3. Hạ tay thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng từ 5H cho mình. Khoen pad Fuji loại xi đá xám, ngọn cần là 1.5 ly, ngọn sẽ có 1 này. Có 2 khuyên chạy nha. Phôi là phôi carbon. Đi kèm là 6 lóng như thế này. Đây. Trong tình trạng con này thì có ok nha anh. Đây, là có mấy con này thì anh em tay to á, hạ xuống đánh tẹt ga nha. Cứng 3 tầm khoảng 5H cho mình rồi. Rồi khoen pad Fuji loại xi đá xám, ISO khoen lớn 5m4 cứng 3. Thì khoen lớn thì đa số là pad vặn nha, Fuji DPS. Hàng nội địa Nhật. Trọng lượng con này là 400g, mã số 4, giá 700.000 nha. Đây, 700.000 ạ. Mã số 5. Số 5 thì một con ISO khoen nhỏ, con này hàng tuyển này. Cái con này thì anh em mình hỏi rất là nhiều những dòng này. Của dòng này FT này. Con này dòng này FT, dòng Adenos Super 5m3 cứng 2.5. Con này thì 2.5, hàng của mình thì hàng nội địa Nhật rồi. Có mã code cho này. Và tem vàng đầy đủ đây. Bắt là bắt gập nha, Fuji LS6. Nguyên là duyên dòng khoen của mình là dòng khoen Fuji hết. Con này khoen nhỏ 2.5 thì rơi cho mình tầm khoảng vào 4H hơn cần tay nha. Đây, dàn khoen của mình là dàn khoen full shift đây này. Dàn khoen full shift như này. Tổng thể thế này. Thì con này thì nó sắc đều có định vị này. Đây có định vị này. Dòng nó có định vị nha. Cực kỳ đẹp này. Đây con này thì ngọn nhỏ thôi. Ngọn cần thì đo chỉ được mình là ngọn 1 ly. Con này thì tất cả dàn khoen full shift hết, ngọn sẽ có 1 2 3 nha. 4 khoen chạy này. Mấy con này nên bị câu trap câu hành khỏi bàn luôn. Có định vị nha. Phôi hay da của dòng này FT, dòng Adenos nha. Định vị lóng và định vị khoen đầy đủ, nguyên bản nguyên zin. Đây. Cực mới như này. Trên này thì carbon trơn, còn dưới này thì làm carbon nhám như này. Đây, zin đeo cần nha. Tập thể thế này. Mới tinh luôn. Con này thì trọng lượng của cần thì cần được chỉ có là 200g, mã số 5 như này. Giá là 1.300.000. Đây 1.3 nha. Rất là mới và đẹp ạ. Mã số 6. Số 6 thì ở đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ cho mình luôn. Con này thì của đây qua. Đây qua thì con này dài hơn như này, 6m3. 6m3 cứng 1.5 thì thích hợp anh em mình câu trap như này, câu trap câu hành này. Đây carbon quick cơ phôi hay da cực kỳ đẹp nha. Con này thì khỏi bàn cho mình rồi. Thì nguyên cái dàn khoen con này thì dàn khoen full shift như này, con này thì nó sẽ lai cho mình một cái đầu bu xứ xám và một khoen chạy như là xứ xám cho mình nha. Đây tổng thể thế này. Ngọn cần thì đo cho mình xác như là ngọn 1 ly. Đây, ngọn thì có 1 2 3 nha và 4 khoen chạy này. Cái dòng này thì nó sẽ lóng 1 và lóng 2 là carbon xoắn vân. Còn tất cả 15 còn lại của dưới của mình thì carbon hay da rồi. Này, hạt da như này, cực đẹp. Con này hạt cần tay xuống thì tầm khoảng 4H nha. Đây. Tình trạng thì sẽ có sức chăm sơ sơ theo cần thôi. Còn lại thì cần còn đẹp và sáng ok hết. Khoen full shift như này, có like cho mình một cái đầu bu và khoen trên này là khoen chạy xứ xám. Mấy cái đòn này đều là hàng nội địa Nhật rồi. Thì pad mình là pad vặn nha, đây qua cho mình. Đây, tổng thể thế này. Con này trọng lượng của cần thì cần được là 310g, mã số 6 nha em. Giá là 1.3 nha. Đây, 1.300.000. Mã số 7, số 7 thì sẽ có một con cần súp. Con này thì anh em đánh lọc độ cần gần bờ. Con cần súp carbon của dòng Sirius, độ dài con này là 4m2 anh em. Đây, cần carbon 4m2 nha. Thì khoen pad Fuji, loại xi đá xám. Con này ngọn cần tôi đo cho mình xác cho là ngọn 2.2 ly, độ cứng tầm khoảng 25 thôi. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Tình trạng thì sẽ có sức dăm theo cần anh em. 4m2. Cái này mức giá rất là tốt nha, 650 thôi. Đây, 650.000 ạ. Tình trạng có sức dăm thế này, đóng semi chống nổ. Đánh lọc đầu cần và gần bờ nha nè. Thì pad của mình là pad gập này Fuji F7. Thì mấy con này bên đây vẫn hỗ trợ hạ pad xuống 25, 27 gì đó nha nè. Vẫn cuốn chỉ lên kèo đầy đủ cho mình. Trọng lượng cần là 390g, mã số 7 nha nè. Giá con này là giá 700.000, à 650 nha. 650 thôi. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì một con cần thực đẹp nha nè. Của đây qua dòng thì có dòng Kenlab nha nè. Kenlab carbon giáp chống đạn như mình đây. 39 cứng 20. Cứng 20 thì đánh lọc đầu cần gần bờ, dạng súp lỡ nha. Súp lỡ cho mình. Thì khoen con này thì một cái dòng ta đã biết rồi, đều là khoen dạ quang, hỗ trợ bên cầu băng đêm tốt hơn này. Con này thì phôi của mình là hai da hết, từ gốc tới ngọn nha. Ngọn thì đo cho mình xác cho này là ngọn tầm khoảng hơn 2 ly một xíu thôi, 2.1 ly. Ngọn sẽ có 1 này, 2 nha em. 3 này, khoen chạy nha. Con này thì phôi hai da từ gốc tới ngọn luôn. Con này thì còn mới nha. Độ mới con này thì đo cho mình tầm khoảng trên 90%. Mấy cái dòng mà anh em biết rồi, giờ nó không còn sản xuất nữa và đều là hàng nội địa Nhật hết này. Đây. Đây, tức là mình mua sưu tầm như này, Kenlab
còn thì cũng không cũng còn nhiều ạ. Giá thì cũng cao nha. Kênh lắp chắc chống đạn cho mình. 39 cứng 20, con này thì bắt là bắt gập vất vặn nha, Fuji FPS 24 chữ vàng. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ nha, chỉ có là 340g, mã số 8, giá là 2.200.000. 2.200.000 nha. Mã số 9, số 9 thì một con cần lục. Con này thì cần lục này của dòng Shimano, dòng số Leader nha anh. 4m50, độ cứng là EXT thì 4m5 cứng 25, đánh lục cần gần bờ. Indo xuất nha anh em. Thị trường Nhật này, đây có tem vàng, tình trạng gốc thì có sức dâm. Sơ thế này. Thì bắt đầu bắt gặp này, Fuji Stardust LS7, dàn khoen là dàn khoen Fuji Sit nha, khoen trắng ngọc trai. Cứng 25 EX thì ngọn nhỏ 2.2 ly thôi. Có định vị nha này, với cái dòng thì có định vị này, định vị khoen này. Đây, định vị khoen nha. Phôi hai da rất là đẹp. Đi con đi kèm cho mình là số lượng 5 lóng này. Đây 5 lóng. Đánh bạc bãi bạc biển, đánh đầu cần. Tình trạng cần thì còn đẹp và sáng rồi. Tổng thể thế này. Đây. Rất đẹp nha. Khoen là khoen xích trắng cho mình ạ. Trọng lượng con này thì cân được là 370g, mã số 9. Giá con này là 3.200.000 nha em. 3.200.000 ạ. Và số 10 thì đây có một con cần BX nha em. Thêm con cần BX của Daiwa. Daiwa cho mình đánh xa bờ nha. 570m Daiwa này. Con này thì thông số như sau. Độ dài con này là 4m25. Độ cứng T33. Tầm khoảng BX. Extra sub nha. Extra sub. Cái dòng mà đây hàng China xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng. Con này thì mới của cần thì rơi cho mình tầm khoảng gần 6 triệu như này. Bắt đầu bắt gặp Fuji NS7, dàn khoen các bạn là dàn khoen full sit nha. Tình trạng con này thì còn mới. Bên trong rơi cho mình tầm khoảng trên 95%. Đây. Dàn khoen các bạn là dàn khoen full sit hết. Ngọn thì là ngọn 3 ly như này. Đây ngọn 3 ly, cứng BX, có định vị này. Đây. Định vị nha. Định vị đầy đủ cho mình luôn. Tình trạng còn mới cứng nè. Rơi cho mình tầm khoảng vào 95 như này. Đây 95% cho mình luôn. Nó chỉ thiếu cho mình mỗi cái bao vải thôi và cái hộp cho mình thôi. Đây, tình trạng lóng thì còn mới tinh như này. Đây, hầu như không có xây sức cho mình luôn. Con này thì giá rất là tốt nha, để cho mình là giá là 3.700.000 nha. Đây, đây qua. Đây là T33 nha, 425 đến xa bờ 57m cho mình. Phôi con này thì cũng tương đối dày nha, cần được là 480g thực tế nha em, mã số 10 ạ, 3.700. Rồi mã số 11 thì đây có một con cần AX cho mình đây. Ấy cho nên hỏi rất là nhiều nha, cần rút này. Con cần này là cần AX, con này của dòng mà NFT nè, NFT dòng Power Love Acid nha. 4m2 cứng 35. 35 thì rơi cho mình tầm khoảng vào AX rồi. Hàng nội địa Nhật, tem vàng này. Đây, không xuất thị trường nha. Power Love Acid. Bất gặp Fuji F7, dàn khoen là dàn khoen thì Acid này thì khoen Fuji xứ đá xám này. Fuji đen xứ đá xám. Đây, tổng thể thế này. Phôi thì hai da toàn thân từ gốc tới ngọn, tình trạng có sức dâm, em sẽ báo thế này. Con này thì ngọn cần thì đo cho mình sát cho này là cũng là ngọn 3 ly này. Đây ngọn 3 ly, cái dòng acid này không có định vị nha. Đây nó không có giống như là Shimano hay Daiwa, không có định vị này. Đây tổng thể thế này. Đây lóng ngọn thì đẹp nha, lóng thứ hai. Trong chỗ nào xước thì em sẽ đưa cho mình xem kỹ hơn. Còn lại thì còn đẹp và sáng thì ok hết rồi. Đây. Con này thì đo cho mình tầm khoảng 90% nha. Cái lóng sắt cốt cho này á thì nó có sức dầm xíu này. Và sức dầm một xíu thế này. Bên trong không ảnh hưởng chất lượng của cần như này. Cực kỳ là ok cho mình đây. Đây khoen Fuji nha, đen loại xì đá xám. 4m2 độ cứng là AXT, NFT. Trọng lượng con này là 470g, mã số 11 cho em. Giá là 4.200.000 nha. Đây, 4.200.000. Cho mình phang xa bờ nha, 780m đây. Tiếp theo thì đây sẽ có một cái cán vợt. Cán vợt này thì mã số là 12. Cán vợt này thì carbon nha em. Độ dài của cán là 4m5. Đây carbon nha. Tổng thể thế này. Thì cái cán vợt bên Nhật thì về thì nếu mà anh em biết thì ra số là Gen 12 hết nha. Đây Gen 12. Cái này thì anh em bị xịt nói chung là lâu quá thì nó hơi bị xét một xíu thôi. Cán vợt carbon 4m5, độ cứng con này thì cũng tầm khoảng từ 3-40 thôi. Cũng dạng vừa nha. Không cứng lắm. Đây. Cán vợt này. Mình về hai trái cây mình làm quét màng nhện hay là mình đi vật cá đều được nha này. Đa năng. Cán này thì mã 12, giá 500.000. Mã số 13 thì một cái cần dây trong, con này thì cần rút nha này. Cần dây trong này thì của dòng là Suzumi, hàng Korea này. Đây Suzumi Korea. Độ dài con này là 2m7 này, của Suzumi, bắt gặp Fuji F6. Con này khoen các bạn là khoen xích nha. Đây tổng thể thế này. Sẽ có một cái đập chụp kèm nha. Đập chụp kèm zin đầu cơ. Cho nên mình chụp cái đập đầu lẻ. Thì con này 2m7, ngọn cần là 2.8 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu xích chống xoắn ở đây. Độ cứng con này tầm khoảng vào 30 đến 50. Cũng dạng vừa nha, cần đi kèm là 3 lóng. Đây, còn rất đẹp này.
ống semi chống nổ đầy đủ nha em. Đây và đây này, đây tổng thể thế này rất đẹp nhá, 2m7, độ cứng tầm khoảng 3m50. Tsuyumi Korea, con này trọng lượng cuối cùng là 200g, mã số 13, giá 550 nhá. Đây 550.000 ạ. Mã số 14 thì một con cần dây trong 2 khúc. Con cần dây trong 2 khúc này thì cũng là của Tsuyumi luôn nha. Đây con này cũng Tsuyumi cho mình luôn. Con này thì hàng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ này. 2m4, độ cứng 30. Thì khoen con này là khoen xích nha này. Đây khoen xích titanium nha. Khoen xích titanium. Thì cứng 30 thì ngọn cần thì đo cho mình sát này luôn á, thì nó rơi cho mình tầm khoảng 3 ly nha em. 3 ly cho mình. Cần thì nó sẽ còn rất là sáng và đẹp này. Đây cần 2 khúc nha. 32m4 thì cũng dạng cảm giác vừa thôi, không cứng lắm. Tay cầm cán mút bắt vặn Tsuyumi chính hãng theo cần. Gốc cần thì sẽ có một dây buộc bảo hiểm ở đây. Trọng lượng của cần cân được là 370g, mã số 14 nha em. Giá con này là 500.000 nha. Đây 500. Mã số 15 thì một con cần lua nha em. Con này là cần lua rút cho nên mình lua gần nha. Đây con cần lua rút này của hãng Daiwa này. Con này có dòng là Daiwa dòng Facit Phantom. Độ dài con này á là 11 feet nha em, 3m3. Độ cứng NMH. NMH thì gần cứng nhất rồi. Nói như thu hát cho mình thôi. Thông số tải mồi từ 10 đến 40g, tại cá mắt 25 lờ bao. Con này hàng Taiwan xuất thị trường Nhật nha. Có mã code này. Tem vàng đầy đủ đây. Là tình trạng thế này, cứng MH cho anh em. Cái con này thì anh em lưu ý, ở đây nó sẽ có một miếng mút nha, mút dài thế này xuống thì nó cần thử trước á, nó ghét hay sao nó cắt nó bỏ rồi. Nó lòi cái phôi carbon này. Thấy không? Đây. Cái bát này vẫn vặn bình thường lên đây. Mình cho các bạn thử nha, anh em thích thì về bọc cái màn coi gì ở đây. Hoặc để về cũng được. Thì phụ kiện thì mấy cái dòng này thì sẽ có đều chụp hết cho mình nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji đen, đây loại xi đá xám. 3m3 độ cứng MH, ngọn cần thì đo được là 2.4 ly. Đây con này không có định vị nha, ngọn sẽ có một này. Đây và hai khoen chạy thế này. Phôi carbon như này, xoắn vân. Còn lóng thứ hai là carbon hai da này. Đây. Con này thì anh em mình lưu gần, công ngâm cô đơn là được nha. Lưu nhớ hơi và nhớ thật đều được này. MH thì dạng cứng rồi. Khỏi bàn nha. Lùa rút, đây qua Francis Phantom. Nặng con này là 220g, mã số 15, giá 1.200.000 nha. Đây 1.200.000 nha. Nói cho mấy cái con này rất là ít nha, lâu lắm về được hai con cho mình thôi. Lùa rút mà cứng á. Rồi, đây sẽ có một cặp UL. UL thì anh em rất là chuộng nha, rất là ít. Mã số 16. Một con cần lưu 2 khúc máy đấng UL anh em. Con cần này thì của hãng Olympic nha. Đây, Olympic dòng Century này. Thông số là 5'6, 1m68, độ cuốn UL nha. UL thì hầu như là mềm nhất rồi. Cho mình câu bè cảm giác. Thông số tại 1/10 đến 1/4, tầm khoảng 7-8g. Đây, từ 2-8g. Hàng Korea xuất thị trường Nhật này, có tem vàng này. Dàn khoen các bạn là dàn khoen Fuji, Fuji đen nha anh em. Fuji sứ đen, ngọn nhỏ 1.6 ly. UL nha, 1m68, anh em hỏi rất là nhiều nên rất là ít. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji DPS này. Trọng lượng của cần thì cân được là 82g, mã số 16 nha anh em. Giá 700.000 nha. Đây 700 ạ. 82g thôi, UL nha anh em. Rồi đây có một con UL, con này hàng tuyển này, con này thì hàng khổng như mày đây. Cần thì ngon hơn có rất nhiều. Mã số 17. Con này là một cái cần lô của dòng mà Châu nha em. Đây dòng Châu con này thì dài là 6 feet, 1m8, ngọn UL này. Con này hàng China xuất Nhật nha. Đây China xuất Nhật. Thông số tải mồi từ 1 đến 4g, tải cá mát từ 2 đến 6 lờ bao, tầm khoảng 2 3 cái cá cho mình đổ lại thôi. China xuất Nhật nha. Dàn khoen full sheet nha em. Đây dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet hết, ngọn nhỏ 1.4 ly. Đây cần thì còn mới và đẹp hết này. Khoen sheet nha. 1m8 ngọn UL. Thì bát con này là bát vặn nha, chính hãng theo cần. Tay cầm con này thì bằng cán mút. China xuất Nhật nha, có tem vàng đầy đủ ở đây. Đây cần rất đẹp này. Đây dòng Spotlight nha em. Đây dòng Spotlight dòng Troll này. Đây Spotlight Troll 18. Trọng lượng thì rất là nhẹ luôn. Con này cũng 82g thôi. Mã số 17, giá 1.200.000 nha em. Đây 1.200.000. Còn UL nha. Rồi mã số 18 thì một con cần lô của dòng Shimano. Còn để cho mình giá rất là tốt cho em. Đây con này của dòng là Sodat nha. Đây Sodiat này. Con này thì phụ kiện sẽ có cho mình hai cái dây buộc này, hai dây buộc zin theo cần, một cái sổ sách và một cái bao vải zin theo cần như này. Cái dòng này là dòng mà Shimano anh em biết rồi, của dòng mà Sodat như này. Đây Sodat nè. Con này thì độ dài con này là 6 feet 10 nha, là 1m83, độ cứng NM này. Hàng China xuất Nhật nha, có mã code như này và tem vàng đầy đủ ở đây. Con này là cần lưu máy ngang. Con này dạng cứng. Tải mồi là từ 7 đến 21g, tải cá thì ra cho mình tầm khoảng và mát là 9 cái cá. Phôi carbon xoắn hai da nha. Đây carbon xoắn hai da toàn thân từ gốc tới ngọn luôn. Khoen cái mình là khoen xích này. Ngọn là ngọn 1.8 ly, độ cứng NM. Cái con này giá thị trường thì rơi cho mình tầm khoảng từ 3.2 đến 3.4 như này. Con này độ mới cần rơi cho mình tầm khoảng trên 95%.
con này hầu mình chưa sử dụng qua luôn như này, đây bắt là C4 cộng này, bắt bạn nha. Thì con để cho mình giá một nửa thôi nha, đây thì con này giá là 1.600.000 thôi, đây 1.600.000, trọng lượng cân thực tế là 110g, mã số 18 nha, 18 1.600.000, đây nửa giá nha, hàng Nhật về còn nguyên đầy đủ hết ạ. Mã số 19, một con thần lưu hai khúc máy đứng, đây máy đứng hai khúc của dòng Mazokarab, Mazokarab câu cảm giác nha này. Con này là cần lưu hai khúc máy đứng dòng Mazokarab 8 feet nha, là 2m4, là cứng L, thông số con này từ 7 đến 23g. Có đây cho mình tầm khoảng và thực tế tầm khoảng ML. Tại cá 12 lờ bao tầm khoảng 6 kg cá. Con này thì hàng nội địa Nhật nha này. Nội địa Nhật khoen các bạn là khoen xít đây này. Bắt vạn Fuji Mazokarab. Đây, dạng khoen các bạn là dạng khoen full xít đây này. Đây, dạng khoen full xít hết. Con này thì cực kỳ đẹp rồi, L thì câu cảm giác thôi. Ngọn con này thì là 1.8 ly. Tình trạng thì còn mới nha. Rồi cho mình tầm khoảng trên 90%. Tất cả dàn khoen đều dàn khoen full xít hết. Đây, hàng nội địa Nhật cho mình ạ. 2m4 cứng L. Trọng lượng con này là 135g, mã số 19, giá 1.500.000 như này. Đây, 1.500.000. Rồi mã số 20, 20 thì một con cần lưu một khúc. Con này thì một khúc khoen xít như này, khoen gold này. Đây, một lục khoen gold. Cái thông số con cần này như sau. Con cần này là cần lưu một khúc máy đứng của hãng Ryobi. Đây, Ryobi như này. Độ dài con này là 6,7 nha, cứng L thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 2m01 á. Hàng Korea xuất Nhật nha, có mã code và tem vàng này. Con này thì cực kỳ ngon rồi, thông số tại mồi là mát cho mình á, tầm khoảng 10g thôi. Tại cá tầm khoảng 5kg cá là mát nha này. Khoen của mình là khoen gold nha, khoen gold loại xịt đá xám, L thích hợp mình câu cảm giác thôi. Một khúc, nói là một khúc thì những anh em mà thích một khúc này thì con này vẫn tính ship 30.000 một đơn, ngọn 1.8 ly. Đây, khoen gold hết nha. Ryobi Korea xuất thị trường Nhật. Cho mà thích là mình lưu cảm giác thôi, không cứng lắm ạ. Thì pad con này là pad gold nha, Fuji gold. Tay cầm con này thì bằng cán bần này. Đây, cán bần của Ryobi. Trọng lượng cần thì tương đối nhẹ nha, 110g, mã số 20, giá là 1.200.000. Rồi mã số 21 ạ. 21 thì ở đây sẽ có một con cần lưu, con này hai khúc nha này. Cần lưu hai khúc máy đứng nha. Của Mazokarab nha này. À, con này máy ngang này, con này máy ngang mày đứng máy ngang nha. Em sẽ lấy con cần để ra trước đây, để cho mình xem thông số này. Tức là máy ngang dài dài á, anh em hỏi rất là nhiều nha. Mình nó cũng ít lắm, nó lâu về một con hai con thôi. Không có nhiều. Giờ bên hàng bên Nhật mà rất là mắc. Đây, máy ngang như này. Con này thì dài như 2.5 mấy thông số này. Đây. Rồi con này thì là cần lưu hai khúc máy ngang. Con này của dòng Mazokarab đây này. Xong rồi là dòng Mazokarab thông số nó ghi sẵn như mình đây. Nó sẽ có một cái bao zin theo cần này. Của dòng Skyrod nha. Đây Skyrod nha. Skyrod cho mình Mazokarab. Hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật nha. Đây có made in Việt Nam ở đây. Cái thông số cần thì nó sẽ ghi sẵn trên cái bao. Thì em sẽ đọc trước này. À, con này dòng Skyrod 8 feet 4 là 2.52 nha. Độ cứng L máy ngang. Thông số tại mồi 7-32.3g này. Tại cá mát 12 là bao tầm khoảng 6kg cá. Hỗ trợ PE 0.6-1.5. Con này thì hàng của mình là Việt Nam nha. Xuất thị trường Nhật nha. Giá mới là 16.000 yên thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 2.800.000 này, tầm ngàn đó nha. Để cho mình giá tốt đây. Phôi carbon xoắn hai da, tay cầm con này thì cán wood bắt vặn Fuji Mazokarab, dạng khoen full shift 3 chân hết nha. Đây, full shift 3 chân hết. Phôi hai da. Con này thì anh em mình lưu lóc lưu cá chẽm, anh em mình lưu biển cũng được này, zip nha này, mồi nhẹ thôi. Ngọn tầm khoảng 1.8 ly. Đây, cần rất đẹp nha. Đây, cần đẹp và mới tinh luôn nha. Hầu chỉ sử dụng qua cho mình luôn ạ. Máy ngang 2m52 như này. Cứng L lưu 23g thì cũng dạng ML cho mình rồi. Con này thì mã số của cần như này. Mã số con này là mã số 21. Để cho mình là giá 1.600.000 nha. Để xe cần nặng con này bao nhiêu. Con này thì thực tế là 135g thôi. 135g như này. Rất là nhẹ nha. 135g. Giá là 1.600.000 ạ. Còn nguyên bao vải nha. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần máy đứng. Con này là cái dạng câu zit, câu biển như này. Con này dạng câu ngâm. Mà cảm giác của đây qua này. Con này thì cực kỳ đẹp cho mình luôn. Con này thì cần hai khúc 2m7 cứng 50. Dạng khoen của mình là dạng khoen full zit 3 chân thế này. Đây full zit 3 chân nha. Con này thì thông số cần thì nó sẽ ghi sẵn cho mình ở đây. Con này hàng của mình á là hàng China xuất thị trường Nhật này. Có mã code và tem vàng. Đây qua như này. Hai khúc khoen full zit này. Bắt vặn Fuji. Đây qua chính hãng cho mình. Tay cầm đây bằng cán mút. Đây. Cứng 50 thì tính theo cần lưu cần zit thì rơi cho mình tầm khoảng vào ML. Ngọn nhỏ như này. Ngọn có đây là 1.8 ly thôi. Đây có dòng ở đây qua dòng là Xtorer này. Đây. Cần đẹp nha. Đây, con này thì khoen nhiều nó hỗ trợ mình tải cá tốt hơn.
thích hợp mình câu dạng cảm giác một xíu thôi. Trọng lượng con này là 190g, mã số 22, giá 1.400.000 ạ. Đây 1.400.000 nha. Mã số 23 thì một con cần Hechi hai khúc cho mình câu bè. Đây câu cá nâu có dìa này. Con này thì đai qua hai khúc Hechi, dài là 2m1, độ cứng 10. Cứng 10 thì cũng dạng mềm cảm giác thôi. Korea xuất Nhật nha, có mã code và tem vàng. Thì mấy cái dòng này thì đa số là ngọn, con này đều là ngọn đặc hết nha. Ngọn 1 ly, khoen Fuji ba chân sứ đen. Đây con này dạng Hechi cho mình câu bè hai khúc nha. Bắt là bắt gập nha, Fuji Stylus lẻ 6, gốc thì bằng cán gỗ. Trọng lượng cân tương đối nhẹ, 120g, mã số 23, 500.000 ạ. Mã số 24 thì một con cần hai khúc. Con này thì cần con này ngọn đặc thủy tinh như này. Đây ngọn đặc thủy tinh cần cứng. Độ dài con này là 1m8, ngọn cần carbon, cần ngọn đặc thủy tinh. Dạng khoen của mình là dạng khoen Fuji ba chân sứ đen. Ngọn cần là 2 ly, độ cứng con này tầm khoảng 80 như này. Đây tầm khoảng 80. Cho nên mình câu chì lớn được này. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji DPS. Đây, hai khúc nha. 1m8. Trọng lượng con này thì cân được là 320g, mã số 24, giá 600.000 nha. Mã số 25 thì một con cần hai khúc, con này cũng dạng câu ngâm lan xê. Đây, con này của Suzumi này. Đây của dòng là Suzumi. Hàng Korea này, hai khúc, 2m4. Ngọn cần thì là ngọn đặc thủy tinh, dạng khoen Fuji ba chân sứ đá xám. Ngọn đo sát cho mình trên này là ngọn 2 ly, độ cứng con này cao nha, rồi cho mình tầm khoảng trên 80. 80 thì dặn cứng rồi. Tay cầm thì bằng cán bút này, bắt vặn Fuji chữ vàng, cần hai khúc, đánh chép, đánh cá trai, cá chim đều được nha này, cầu ngầm lan xê. Trọng lượng cần là 290g, mã số 25, giá 700.000. Cuối cùng thì mã số 26 là một con cần hai khúc hai ngọn, con này thì của hãng Alpha nha, của dòng Alpha Tactical. Con này thì thông số là 2m7, có hai ngọn kèm, một ngọn 30, một ngọn 50. Con này hàng Korea xuất Nhật, mà trong hai ngọn con này thì cũng dạng cảm giác thôi, không cứng lắm. Gốc sẽ coi cho bộ hiểm ở đây, phôi carbon. Khoen của mình là khoen Fuji ba chân lọ xì đất xám. Đây, cho dạng câu cảm giác thôi nha, không cứng lắm như này. Hai ngọn đều là ngọn mềm, ngọn đặt ngọn tháp cho mình ở đây. Một ngọn 1.8 ly, một ngọn tầm khoảng 2.2 ly, cứng 30 đến 50. Mà trong hai khúc, hai ngọn thì không khác gì hai cần rồi. Trọng lượng con này thì cân một gốc một ngọn cho mình á là 320g, mã số 26, giá là 850 như này. Đây 850.000 thôi. Rồi tổng thể thì đây sẽ có 26 mẫu cần và một số cần như này và một con máy. Thì em ơn mẫu nào comment mã số hoặc số điện thoại. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ chụp hình cho mình kỹ hơn tất cả mẫu cần nha. Rồi chúc tất cả em có một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá, sức khỏe. Hẹn gặp video lần sau ạ. Anh em có xem được video cho mình đăng ký bật thông báo nha. Bên em thì hàng hóa cập nhật liên tục thì em sẽ lên nhiều cho anh em mình hơn. Gặp video lần sau ạ. Chúc anh em một ngày cuối tuần tốt lành.